Xin chào các bạn, hôm nay AZS xin chia sẻ với các bạn về giải pháp website dành cho các công ty bán các máy móc thiết bị như máy hàn, các dụng cụ máy công nghiệp, máy nông nghiệp, máy xây dựng vân vân. Các bạn thấy đây là website bangan.co.vn, đêm công ty Bangan về máy hàn. Bangan là công ty về sản xuất lắp ráp, phân phối và bán lẻ máy hàn có uy tín ở Việt Nam. Các bạn thấy trang chủ được trình bày rất là cơ bản, đơn giản, đầy đủ thông tin quản trị trên một sản phẩm, nick chat, số điện thoại hotline, banner, tin tức Facebook, thông tin liên hệ. Phía bên trái là danh mục sản phẩm, như các bạn thấy máy hàn que một chiều, máy xoay chiều, hàn que xoay chiều, máy hàn tích, máy hàn mic inverter, máy hàn đa năng, máy hàn cổng, máy hàn chập, máy cắt plasma, máy hàn chạm, phụ kiện ngành hàn, vân vân. Như bạn thấy là đây danh mục máy hàn que một chiều, máy hàn que một chiều công nghệ IGBT, một sản phẩm. Các bạn thấy là cái địa chỉ của đường link URL được tối ưu hóa rất là tốt để giúp định hướng cho việc search engine SEO trên Google tốt. Như các bạn thấy là tất cả các đối tượng của website bằng an, và nói chung là công nghệ của AZNet giúp cho công ty quản trị sản phẩm rất là dễ, có thể quản trị được ngay ở trang chủ. Như bình thường các hệ thống khác, các giải pháp khác thì các bạn phải vào trong trang admin, trong backend admin mới có thể chỉnh sửa được các sản phẩm. Ví dụ một số sản phẩm bạn phải vào đây, bạn sửa, tìm sửa, và muốn sửa tin tức, danh mục sản phẩm, danh mục tin, các bạn phải tìm sửa trong này, mất khá nhiều thời gian. Tuy nhiên với giải pháp của AZNet thì các bạn có thể chỉnh được, ví dụ như logo, thay logo, các bạn phải chọn ngay ở trang chủ, các bạn thay thế running text, ví dụ như này. Ví dụ muốn thay đổi nick chat, bạn có thể sửa được, tạo thành các nhóm, nhóm hỗ trợ và tên của từng người vào đây. Và banner đấy cũng vậy. Các bạn thấy là up lên sửa luôn ở đây mà không nhất thiết phải vào trong trang quản trị. Đấy là một trong những điểm đặc biệt của AZNet trong cái website. Video clip, apply, Facebook. Đó. Các bạn thêm Facebook để chèn cái mã Facebook vào đây. Muốn đưa các sản phẩm cần nhấn mạnh ở trang chủ thì các bạn chỉ cần điền ID sản phẩm nó vào đây, và sau này các bạn muốn bỏ nó đi, thay sản phẩm khác, bạn xóa và thay ID khác vào, xong. Ví dụ như bạn thấy sản phẩm này cần sửa cái gì thì bạn phải cần vào đây, xong đó là danh mục, di chuyển vào đây sửa rất là nhanh luôn ạ, nó sửa được luôn, sửa bất kỳ cái gì khác với các hệ thống, tức là bên mình tối ưu hơn là bạn phải
Thay vì nhanh như vậy thì bạn phải tìm, ở bạn phải gõ tên sản phẩm, tìm nó ở đâu, phải tìm nó thuộc thế nào, gọi tìm. Đó, khi đó thì mới lịch sửa trong này rất mất thời gian. Và ví dụ như các bạn thấy là do cái việc tối ưu về URL và một số những cái kỹ thuật khác nên việc search engine của web bằng an rất là tốt. Ví dụ như với cái sản phẩm này. Thì nằm trong top, đây top 2. Top 2 trên Google. Đây top 1 cũng bằng an luôn. Trên YouTube. Cái công nghệ quản trị thân thiện với Webmaster sẽ giúp cho doanh nghiệp bên bạn là tiết kiệm thời gian công sức cho cái việc quản trị về cái kề bàn, kể cả khi công ty của bạn là có những nhân sự không dành về tin học lắm, không dành về quản trị web lắm cũng có thể dùng được rất là dễ dàng. Giao diện sẽ được thiết kế theo cái yêu cầu của doanh nghiệp bên bạn, theo nhận diện thương hiệu phù hợp với logo, màu sắc, ngành nghề, làm sao đẹp mắt, tối ưu nhất, đơn giản nhất, thân thiện nhất cho người mua. Điều đặc biệt là hệ thống sẽ giúp cho bên bạn có thứ hạng tốt trên Google. Ví dụ như chúng ta vừa thấy khi search một cái từ khóa máy hàn que ARC 200 này, thì đã ở ngay trong top 2, đặt trên cả vật giá, ví dụ như vậy. Đặt kể ngay ở vật giá cũng là của địa chỉ web của bà Nga, đúng không ạ? Bây giờ chúng ta thử search những từ khóa khác, ví dụ máy hàn que một chiều. À, vật giá đây. Đặt 3.000 trong top 10. Do cái code của bên mình, bên AZNet tối ưu rất là tốt. Và các bạn có chăm chỉ một chút, biết chút kiến thức về SEO sẽ giúp đẩy lên rất là nhanh. Em tôi xoay chiều. Thế như này ăn cái một chiều bằng ngàn này, không top 10 này. Từ khóa ăn cái xoay chiều. Đó, ở đây mình định hướng đến mà ngang này cho top 10, rất nhiều từ khóa cho top 10. Mới hàn theo chi tiết sản phẩm ạ. Tích 300 resource. Đẹp. Đó. Top 1, 2, 3, 4, top 4.
về một chiều chúng ta vừa mới thử đúng không ạ? Xoay chiều là giải phân 10 cái hình quay công nghệ offset ví dụ như vậy, như từ khóa này. Giá rẻ máy phân tích ACDC Plasma Inverter là gì? Với cái website dùng công nghệ code của AZNet được tối ưu rất là chuẩn, rất là tốt, thân thiện với Google, thân thiện với các search engine. Các bạn sẽ có khả năng lên top trên Google rất là cao. Nghe phần tin tức nào, các bạn tạo rất là nhiều danh mục tin tức khác nhau và đăng các tin ở đây, phong phú nội dung cho web cũng là SEO cho web. Liên hệ nhà máy và tất cả đối tượng bạn sửa luôn đấy, không nhất thiết phải vào trong admin, trong trong back end để sửa, các bạn sửa đấy luôn, rất là dễ, rất là dễ cho quản trị viên. Giống như là người quản trị viên chỉ cần là biết Word, Excel thì học cơ bản văn phòng là được, không nhất thiết phải biết Word Master một cách quá cao cấp. Em sửa danh mục. Ở đây có một cái đường link sửa danh mục, bạn ấn vào đây là bạn sửa được ngay, sửa được luôn. Bất kể các đối tượng ở đây thì là danh mục sản phẩm, cả chi tiết sản phẩm, các bạn thấy là đều có hỗ trợ cho bạn chỉnh meta title, keyword và description mô tả để SEO cho nó tốt. Ví dụ vậy. Đấy, đây, máy ăn que. Các bạn sửa. Sửa đây. Ví dụ như là ở DT sản phẩm, các bạn thấy DT sản phẩm nó chỉ hiển thị ngắn gọn này thôi, nhưng khi di chuyển vào đây các bạn thấy cái trên này không ạ, thì cái title của được định hướng rất là nhiều, ví dụ giá rẻ, loại tốt như thế nào đó. Đây là phần chỉnh SEO các sản phẩm đó, chi tiết sản phẩm ví dụ như là search từ khóa như thế này,
đúng ạ, là bằng ngàn đây. Đó, nó rất là nhanh. Chức năng này thì giúp cho web của bạn sẽ vượt qua đối thủ, web đối thủ ở lên top trên Google khi các khách hàng tìm kiếm các từ khóa về nhóm sản phẩm của bên của lĩnh vực bạn kinh doanh sẽ thấy website của công ty các bạn trên trên top trên Google. Vừa rồi thì AZS đã chia sẻ các bạn về website bằng ngàn. Với website như của bằng ngàn như vậy thì rất là phù hợp dành cho các công ty bán máy hàn, hoặc các công ty bán thiết bị về máy khoan, máy cắt, máy dụng cụ cho các ngành xây dựng, máy mài vân vân, hay là máy công trình, máy nông nghiệp, máy công nghiệp xây dựng, ngành nào cũng dùng được. Và các bạn sẽ có những nhiều những cái thành công thành tựu trên kinh doanh trên internet thông qua một giải pháp website như vậy. Ngoài ra thì AZNet cũng có những cái giải pháp khác như digital marketing, làm marketing online và đặc biệt là search engine, làm SEO cho website. Để được tư vấn về giải pháp website, các bạn vui lòng liên hệ với người đại diện của AZNet theo thông tin như trên. Xin cảm ơn các bạn.